dự án cao tốc Bến Lức Long Thành được đề xuất giảm thời gian hoàn thành đến năm 2025, tổng mức đầu tư giảm hơn 1.200 tỷ đồng. Bộ Giao thông Vận tải vừa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức Long Thành. Thì theo đó, tờ trình nêu rõ, theo quyết định số 1131 ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định số 1471 ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, thời gian thực hiện dự án đã được gia hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Tại thời điểm tháng 7 năm 2020, Bộ Giao thông Vận tải trình thời gian hoàn thành dự án là ngày 31 tháng 12 năm 2023, với dự kiến các vướng mắc về vốn cho dự án được các cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời. Tuy nhiên là sau hơn 2 năm được gia hạn, đến nay dự án gặp phải một số cái vướng mắc như sau. Thứ nhất là thủ tục bố trí vốn nước ngoài cho các gói thầu sử dụng vốn vay JICA và thủ tục bố trí vốn đối ứng cho dự án vẫn chưa hoàn thành. Việc sử dụng vốn dư hiệp định vay ADB lần 2 để hoàn thành các gói thầu đoạn phía Tây chưa được chấp thuận. Thời gian dừng chờ thi công quá lâu do không có vốn, dẫn đến là một số nhà thầu đã chấm dứt hợp đồng, khiếu kiện Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Cao tốc Việt Nam VEC ra tòa. Đồng thời, VEC phải thực hiện đấu thầu lại để lựa chọn nhà thầu thi công mới, do đó là dự án không thể hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. Theo báo cáo của VEC, đối với các gói thầu đoạn phía Tây sử dụng vốn vay ADB, do Hiệp định vốn vay ADB đã đóng nên, VEC đề xuất sử dụng vốn của VEC để hoàn thành khối lượng còn lại. Khối lượng còn lại tập trung chủ yếu tại các gói thầu là A1, A2-2 và A4. Dự kiến gói thầu A1 hoàn thành ngày 31 tháng 12 năm 2023, gói thầu A2-1 hoàn thành ngày 30 tháng 12 năm 2022, gói thầu A2-2 hoàn thành ngày 21 tháng 9 năm 2023, gói thầu A3 hoàn thành ngày 12 tháng 12 năm 2022 và gói thầu A4 hoàn thành ngày 30 tháng 6 năm 2023. Như vậy, đoạn phía Tây sẽ hoàn thành toàn bộ vào ngày 31 tháng 12 năm 2023. Đối với các gói thầu đoạn giữa sử dụng vốn vay JICA, thời gian thi công gói thầu J1 là 22 tháng, gói thầu J3 là 21 tháng, chưa bao gồm thời gian các nhà đầu tư thực hiện các công tác huy động lại công trường từ 3 đến 6 tháng. Hiện tại thì nhà thầu J3 đã chấm dứt hợp đồng và VEC đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công mới. Dự kiến các gói thầu J1 và J3 hoàn thành vào tháng 2 năm 2025. Đối với các gói thầu đoạn phía Đông sử dụng vốn vay ADB, gói thầu A5 đã hoàn thành cơ bản. Gói thầu A7 sẽ hoàn thành ngày 30 tháng 9 năm 2023. Do nhà thầu A6 đã chấm dứt hợp đồng và VEC đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công mới, nên gói thầu này dự kiến sẽ hoàn thành vào quý 1 năm 2024. Ngoài ra, VEC đang nghiên cứu đầu tư bổ sung hoàn chỉnh nút giao quốc lộ 51 theo quy mô hoàn chỉnh để đảm bảo kết nối liên thông với quốc lộ 51 và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, phục vụ cảng hàng không quốc tế Long Thành để đi vào khai thác. Dự kiến là hạng mục công trình này hoàn thành vào quý 3 năm 2025. Tại cuộc họp trực tuyến lần 2 của Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kết luận Ủy ban quản lý vốn nhà nước chỉ đạo VEC khẩn trương triển khai thi công lại, đưa dự án vào khai thác chậm nhất quý 3 năm 2025. Căn cứ trên các cơ sở trên thì Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến ngày 30 tháng 9 năm 2025. Thì theo đó thì cái việc điều chỉnh cơ cấu vốn sẽ được tái điều chỉnh như sau. Theo tờ trình của Bộ Giao thông Vận tải cũng cho biết, trên các cơ sở văn bản số 1795 ngày 5 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án, quyết định số 2072 ngày 8 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư 5 dự án đường bộ cao tốc của VEC, Bộ Giao thông Vận tải đã có quyết định số phê duyệt tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn và cơ chế tài chính của dự án cao tốc Bến Lức Long Thành.
Cụ thể là tổng mức đầu tư dự án là 31.320 tỷ đồng, trong đó vốn vay ADB là hơn 13.654 tỷ, vốn vay ADF3 là gần 341 tỷ đồng. Cơ chế tài chính là ngân sách nhà nước cấp phát trực tiếp cho dự án. Vốn vay JICA hơn 11.975 tỷ đồng. Cơ chế tài chính là ngân sách nhà nước cấp phát trực tiếp cho dự án. Vốn đối ứng là hơn 5.689 tỷ đồng. Vốn vay ADF3 và JICA và vốn đối ứng đều theo cơ chế tài chính ngân sách nhà nước cấp phát trực tiếp cho dự án. Thì theo nội dung điều chỉnh thì tổng mức đầu tư dự án được cập nhật đến thời điểm hiện nay là 30.073 tỷ đồng thì sẽ giảm là 1.247 tỷ đồng. Trong đó vốn vay ADB hơn 8.950 tỷ đồng, giảm hơn 4.704 tỷ đồng. Vốn vay ORC là gần 8.689 tỷ đồng, giảm hơn 4.644 tỷ đồng. Cơ chế tài chính là chính phủ cho vay lại 100% vốn vay nước ngoài. Vốn vay ADF hơn 281,4 tỷ đồng, giảm hơn 59 tỷ đồng. Cơ chế tài chính là chính phủ cho vay lại 100% vốn nước ngoài. Vốn vay JICA là hơn 10.587 tỷ đồng, giảm mà 1.388,376 tỷ đồng. Trong đó phần vốn JICA đã giải ngân trước ngày 8 tháng 11 năm 2013. Trước khi ban hành quyết định số 2072, quyết định của Thủ tướng là 4.044 tỷ đồng. Cơ chế tài chính là chính phủ cho vay lại 100% vốn vay nước ngoài. Phần vốn JICA giải ngân từ ngày 8 tháng 11 năm 2013 đến khi hoàn thành là hơn 10.583 tỷ đồng. Cơ chế tài chính là ngân sách nhà nước cấp phát trực tiếp cho dự án. Vốn đối ứng để giải ngân từ khi bắt đầu triển khai đến hết ngày 2 đến hết năm 2018 là hơn 3.872 tỷ đồng, giảm hơn 1.817 tỷ đồng. Cơ chế tài chính là ngân sách nhà nước cấp phát trực tiếp cho dự án. Vốn VAC tự bố trí, vốn thu phí nhàn rỗi chưa đến kỳ trả nợ khoảng 6.662 tỷ đồng. Khoản vốn này sẽ được dùng bổ sung vốn đối ứng còn lại từ năm 2019 đến khi kết thúc dự án khoảng 758 tỷ đồng để thay vốn đối ứng do ngân sách nhà nước cấp phát theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. Thì bổ sung vốn để hoàn thiện các gói thầu phía Tây do Hiệp định vay ADB lần 1 số 2730 VIE đã đóng và đầu tư các công trình phục vụ điều chỉnh và thu phí hoàn vốn, nhà trạm thu phí, trung tâm điều chỉnh giao thông, nhà điều hành khai thác. Do JICA không đồng ý tài trợ, tổng giá trị các hạng mục này là hơn 1.540 tỷ đồng. Bổ sung vốn để hoàn thiện nút giao thông quốc lộ 51 khoảng 1.100 tỷ đồng để kết nối liên thông hoàn chỉnh với quốc lộ 51 và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Dự kiến chi phí khiếu kiện các nhà thầu do dự án không được bố trí vốn phải dừng chờ thi công kéo dài được tư vấn giám sát đánh giá sơ bộ khoảng 840,5 tỷ đồng. Các khoản VAC đã chi cần đưa vào trong tổng mức đầu tư hơn 1.546 tỷ đồng. Chi phí dự phòng khoảng 877 tỷ đồng để thực hiện một số chi phí tư vấn phục vụ công tác cập nhật dự toán, hồ sơ mời thầu. Đối với một số gói thầu đã chấm dứt hợp đồng phải đấu thầu lại, chi phí xe lắp tư vấn các gói thầu sử dụng vốn vay ADB trường hợp không thể hoàn thành và giải ngân trong thời gian có hiệu lực của hiệp định vay ADB lần 2 số 3391 VIE.